Liên quan đến vụ các bảo mẫu trường mầm non tư thục Mầm Xanh có hành vi bạo hành trẻ nhỏ vào tháng 11 năm 2017, Tòa án Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định trả hồ sơ vụ việc. Ngoài hai đối tượng bị truy tố trước đó, tòa án đề nghị truy tố thêm một bảo mẫu về hành vi hành hạ người khác. Ngày 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ việc sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để điều tra làm rõ một số vấn đề, trong đó yêu cầu làm rõ vai trò của bảo mẫu Phạm Như Huỳnh và đề nghị truy tố hình sự đối tượng này với tội danh hành hạ người khác. Đây là bảo mẫu đã tham gia đánh đập các cháu bé nhiều lần, nhiều ngày với hành vi dùng tay, dùng cây nhựa, ghế nhựa, bóp miệng, đe dọa và phạt các cháu bé. Ngoài ra, tòa án cũng yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật đối với các trẻ bị bạo hành tại mầm non tư thục Mầm Xanh. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố hai đối tượng là chủ cơ sở Phạm Thị Mỹ Linh và bảo mẫu Nguyễn Thị Đào về tội hành hạ người khác.